quy trình thi công sườn đất sét ngọc chai Dinaco, vật tư cần có. Sườn đất sét ngọc chai Dinaco mã Tahitian 01. Bay hiệu ứng, cọ hiệu ứng, Dinaco Silver Watch. Bước 1, bả matit và sơn lót đa năng Bukaku, sau đó để khô bề mặt. Bước 2, dùng bay hiệu ứng đưa sơn đất sét ngọc chai Dinaco lên đều bề mặt, sau đó để khô hoàn toàn. Bước 3, dùng cọ hiệu ứng quét thêm một lớp sơn đất sét ngọc chai Dinaco lên đều bề mặt. Quét ngẫu nhiên theo nhiều chiều để tạo vân. Sau đó để bề mặt sơn vừa khô nhẹ. Tiếp theo, ta dùng bay hiệu ứng xoa nhiều hướng lên bề mặt để tạo hiệu ứng sáng tối chuyển màu. Ngọc chai sẽ phát sáng tối đa ở bước này. Sau đó dùng bay hiệu ứng vuốt lại bề mặt với lực nhẹ tay để tạo độ láng mịn. Bước 4, phủ Dinaco Silver Watch theo tỷ lệ 1:1 để định hình bề mặt hiệu ứng.